Hai chào mọi người nha, có cũng con Ryobi 3835 này, 38 chấm mấy cc á, đồng 40 ly nha. Ryobi có xích con này. Con này là lắp con này là nó thiết kế giống như hu nha mọi người, giống như hu 236. Thì nó lắp ráp ở Trung Quốc nha. Này máy in China hàng chính hãng nha. Ryobi chính hãng nha, chứ không năm 2014 nha. Chứ không phải là hàng nhái nha. China nó còn gọi là rất đẹp. Cách xa mình nó vậy. Thì có một cái khân ngay chỗ này. Thì nó không có cái khân này, nó dùng con ốc nha, là xích lam. Nói chung máy còn rất là đẹp. Nó còn cái này rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Thì rất là nhanh. Này 40 ly, chắc rất khỏe nha. Này là hàng chất lượng nha, chứ không phải là hàng giỏm đó nha mọi người. Ryobi nó có cái loại Ryobi mà xuất Úc ấy. Ryobi xuất Úc mà nó mới tinh đấy mọi người, là cái loại đấy là loại siêu giỏm. Rồi con này để cho mọi người này để cho mọi người 1,7 triệu nha. Con này 40 ly nha, 38 chấm mấy cc là này chất cây khỏe lắm. Đây là con trắng sáng. Ok, 1,7 triệu ha. Không bao ship nha. Đó, con này chắc là bao khỏe. Máy thì cơ bản là đủ đồ. E tự động. Y chang hu 236 luôn nha. 1,7 triệu nha mọi người. Con này dùng bao khỏe. Rồi chào mọi người nha.